cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Một tràng pháo tay cho Lộc Vượng. Mình là Nguyễn Lộc Vượng, 28 tuổi. Mình đã từng là thầy giáo ở trường Trung học Phổ thông Mercury Hải Phòng. Mình thích nhảy từ hồi còn nhỏ xíu. Đến năm 2010, đi làm một cái nghề lúc nào cũng rất là chỉnh chu. Mình đã đi ăn nhậu rất là nhiều. Và sau mỗi lần đi ăn nhậu thì mình lại mập lên. Cái tạ người của mình là nó hấp thu tốt hay sao ấy? Là ăn cái gì là cũng đều thấy ngon hết à. Bạn bè mình gọi mình là Vượng Seven. Seven là số 7 và mình có thể ăn được 7 gói mì liền một lúc. Ngủ lúc nào cũng ngon. Cứ đặt số một phát là gáy. Đợt hồi trước là mình chỉ nặng có 72 cân. Và mình làm cái việc gì là cũng cảm thấy rất là thoải mái. Nhưng mà từ khi mà mập lên rồi thì mình chỉ cần là đi bộ nhanh hoặc là chạy nhanh thôi mà mình cũng cảm thấy rất là mệt. Và mình nghĩ là mình phải làm một cái điều gì là khác đi. Những người khác nhìn vào thì đều bảo mình là giờ thì mày là có đủ hết rồi, có vợ, có con, có một cái nghề nghiệp ổn định, tại sao mà mày lại chả bao giờ thấy vui cả. Nói thật là cái cuộc sống của mình nó rất là nhàm chán. Mình không thích một cái cuộc sống mà nó cứ đều đều bình bình như thế. Hiện giờ thì mình đã 28 tuổi rồi. Nếu mà mình không làm vào lúc này thì chả còn lúc nào làm được nữa. Mình muốn là được đứng ở trên sân khấu, mình muốn được tỏa sáng để cho là con gái mình về sau khi lớn lên và khi xem lại sẽ nhận ra rằng phải luôn luôn sống hết mình. Thì mình muốn là giảm đến là 70kg bằng cái số cân ngày xưa của mình. Và mình sẽ trở thành hot boy nha. Bạn Lộc Vượng, thưa quý vị, rất là dễ thương. Một người làm sư phạm mà bỏ đi được cái khuôn khổ của một nhà giáo để có thể thoải mái, tự tin trở thành một thí sinh năng động trên sân khấu với lại locking, bopping thì thưa quý vị, nói sao nhỉ? Vỗ tay thêm lần nữa. Em biết là mới nói được cái gì nữa của ông Đàm nữa, ông mới chắc lưỡi đó, em biết. Đúng không anh? Đúng vậy luôn. Bạn chỉ cần giới thiệu thí sinh được rồi, còn như tôi nói khổ ghê vậy đó. Em với anh làm như có cái bluetooth, lắp tắt bluetooth khỏi nói luôn chứ khổ thiệt. Thưa quý vị, ai thương bạn ấy bình chọn cho bạn ấy BN khoảng cách mã số 10. Vâng, xin mời anh Hưng ạ. Anh nghĩ sao về tiết mục vừa rồi? Bạn đã tự gạt bỏ cái vị trí của mình để có thể dám sống và đối diện với những gì mình cần phải đối diện. Những cái dấu hiệu của bước nhảy nó rất là rõ ràng trong từng bước chân của bạn. Còn hai thí sinh nữa tôi chưa biết, nhưng mà đối với từ đầu đến cuối giờ là bạn là đang là nhảy giỏi nhất. Đó. Mà cái may mắn cho bạn là bạn được chung với Ngọc Anh, là một cái người mà có khả năng rất là đặc biệt trong nhảy múa. Và những cái kỹ thuật của cô ấy thì nếu mà cô ấy bung ra hết thì đáng kinh ngạc lắm ấy. Năm nay sao mà Hưng thấy tất cả các bạn diễn, các partner đều giống như gà tre vậy, nhỏ xíu không vậy? Chắc là năm nay thí sinh bự quá, làm cho các bạn diễn nó nhỏ xíu đi.
Khi mà Hà xem cái clip mà bạn giới thiệu về bản thân của mình thì những cái sự chia sẻ của bạn, Hà rất là thích. Bạn trách nhiệm với chính bản thân bạn, bạn trách nhiệm với gia đình và con cái, và bạn nghĩ cho cả cái tương lai của con của mình nữa như một bài học. Thành ra Hà rất là thu hút bạn. Bạn thu hút Hà. Bạn rất là thu hút Hà. Chứ bà mà ai không hút. Và đến khi mà bạn nhảy nữa thì Hà lại vô cùng bất ngờ. Nguyên một cái bài nhảy của bạn tràn đầy năng lượng nhưng mà lại cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Hà nghĩ rằng là bạn là một trong những thí sinh mà đáng gờm trong cuộc thi bước nhảy ngàn cân năm nay. Trước khi John Huy nói, anh cũng xin được nói Lộc Vượng là này, em là một thí sinh rất là tiềm năng. Vấn đề còn lại là gì? Giảm cân để đừng có nằm ở trong cái top nguy hiểm này nữa. Thế còn John thì sao? Đúng, mấy cái động tác của em nó rất là nó rõ ràng, sạch sẽ. Nhưng anh nghĩ trong cái bài này em có thể bùng nổ nhiều hơn nữa. Một cái phần thi quan trọng hơn của em là ở ngoài cái phần nhảy. Tại em phải biết mình sẽ đo theo cái BMI, Body Mass Index. Nếu mà em tập hết sức hết mình và nó sẽ giúp em ở đây luôn. Đúng rồi. Trên cõi đời này có những hiện tượng người ta gọi là nặng xương. Nhìn em chút xíu vậy thôi, 70 hơn. Không lẽ xương nó chênh lệch nhau tới 50kg sao trời? Nhiều lắm anh. Em thôi đi, nhiều lắm. Tôi tin chắc là mấy người có cái gì đó khác nặng hơn người bình thường. Anh Hưng à, có những chuyện đừng la lớn nó chui xuống hang. Đừng la lớn chui xuống hầm ha. Dạ. Điểm số từ giám khảo Đàm Vĩnh Hưng 8 điểm. Giám khảo Hồ Ngọc Hằng 8 điểm. Có mình John là thấy chưa hài lòng thôi. Và John 7 điểm. Không sao, trong một bộ phim thế nào cũng phải có một người đóng vai ác. Thưa quý vị, 7,7, chúc mừng bạn. Mời bạn tiến về cân. Cân nặng ban đầu còn 5kg nữa là được 1 tạ. Và cân nặng hiện nay 92,1kg. Bạn giảm được 2,9kg, tương đương với 3,1%. Và tổng điểm 10.8. Chúc mừng bạn. Hãy cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài.